mọi người, mình đang ở quốc lộ 40B mà trên Google có tên là 616. Chắc là do Google chưa cập nhật đấy. Trước mặt mình là bảng hướng dẫn rẽ phải Nam Trà My 23 km, rẽ trái Trà Giác 4 km. Đây là hướng rẽ mà mình nghi là đường Trường Sơn Đông, vì trên bảng chỉ dẫn không ghi tên đường. Nên để xác định chính xác, mình phải đi thêm một đoạn nữa để xem thông tin trên cột cây số hoặc bảng hướng dẫn khác. Giờ mọi người cùng mình tiếp tục đi nhé. Ba rẽ trái. Đây có bảng về vị trí chiếc cầu. Ok, vậy mình đã tìm đúng đường rồi. Ngoài vị trí cầu còn có tên đường Sơn Đông viết tắt. Vậy đây là đường Trường Sơn Đông. Giờ mình yên tâm khám phá đoạn tiếp theo của đường Trường Sơn Đông rồi nhé. Đi thôi. Bên phải mình là những ngôi nhà, chắc là nhà của đồng bào dân tộc mà chỉ có ở Trường Sơn Đông này. Rất đẹp, theo kiểu nhà xưa mà mình rất thích. Chắc vì làm cái ở quá. Đó, những ngôi nhà, cuộc sống yên bình, không bon chen. Buôn làng với những hàng rào làm bằng tre của người đồng bào giờ chỉ còn có ở Trường Sơn Đông này.
này bắt đầu đèo dốc trở lại. Cũng đường ngoằn nghèo rất đẹp luôn. Thấy vậy chứ mình biết những khó khăn đang rình rập mình phía trước. Nắng chiều vàng rực. Nắng chiều với những ngọn đồi xa xa đang chào đón một người đơn phương độc mã lần đầu tiên qua đây. Mình mang tới cho vui, cho bớt đi cô ảnh. Một mình lang thang không một bóng người. Vừa qua cầu Trà Văn. Ồ, mình mới qua cầu Trà Văn mà quên bật máy quay mất. Đó là điểm bắt đầu của sự khó khăn đó. Xe đang leo dốc rất cao. Đó, coi mưa, sạt chút thế nhờ. Tính nhờ. Như mình dự đoán, đã thấy điểm sạt lở đầu tiên. Bữa nay chủ yếu mưa dông về chiều mà đã thấy sạt lở rồi. Mai mốt mưa liên tục thì chắc còn dữ dội hơn nữa. Đất tràn hết ra đường. Có giăng dây kìa. Quá đẹp luôn. Vách đá thẳng đứng, đẹp quá. Nhưng cũng sợ, lỡ có cục đá nào văng xuống đường thì chết. Vừa dốc, vừa bo cua, vừa nhìn phong cảnh. Chết chết, lại sạt lở rồi. Thấy kinh khủng chưa? Đất lấp hết cả mặt đường rồi. Sạt lở. Kinh giờ. Thấy sạt lở kinh khủng chưa? Không biết qua sơn tay có kịp không nữa. Giờ gần 5 giờ rồi. May mà trời không mưa, chứ không mình cũng không dám đi luôn. Lo đi chứ đất đổ xuống ngay chết. Đất tràn hết xuống đường.
đoạn này chỗ nào cũng bị đất đá tùm lum dưới đường luôn. Nữa lại sạc nữa, càng ngày sạc càng nặng, tình hình đi chết mình rồi. Mọi người lưu ý đoạn này nha, nếu trời mưa liên tục thì không nên đi, không biết điều gì chờ mình phía trước. Có xe múc đang dọn đường. Chỗ này ô tô sao đi hả? Đến đấy còn đi được không? Kính chưa? Liều mạng. Đoạn sạt lở mình vừa qua trên Google là đây nè. Tại đoạn này Google không tìm được tuyến đường nhanh nhất. Mình chọn hai điểm đầu của đoạn sạt lở thì kết quả như thế này. Có một đoạn chưa đầy một cây số mà hướng dẫn đi hơn 100 cây số. Đây, đi vòng vèo như thế này đây. Đoạn này cũng khá rối rắm khi tìm hiểu ở nhà. Đó là đoạn mình đang đi đây. Nhưng thực tế đi thì không có gì là rối cả. Cứ một đường mà đi. Các bạn cứ mạnh dạn. Trên Google chỉ mang tính tham khảo. Giờ cũng sắp tối rồi, mình lo chạy để kịp đến Sơn Tây. Trời bắt đầu kéo mây chuyển mưa. Cầu đất buông, đất buông, buông làng á. Phía trước mình đang có mưa.
à. Cầu đang trong quá trình xây dựng. Qua trung tâm Sơn Tây thì gặp mưa cho nên mình không thể quay được. Theo bạn hướng dẫn, nếu rẽ phải thì tiếp tục đi đường Trường Sơn Đông, còn rẽ trái thì đi Quảng Ngãi. Giờ mình rẽ trái để tìm chỗ ngủ. Đây là nhà nghỉ mà sáng hôm sau mình chụp lại, cách đường rẽ vào khoảng 100m thôi. Mình tạm dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.